Xong chưa em? Xong chưa? Xong chưa lên? Ở phía cái mỏm đá cao này nè các bạn, mình thấy có một người nào đó họ đã cúng ở đây, rồi đốt nhang là có trái cây với lại hoa, với lại hai cây đèn cầy đó các bạn. Các bạn thấy những cặp tình nhân người ta ra ngồi đợi bình minh lên thấy vui không, lãng mạn không? Bên này có các bạn nữ ra đó kìa, ra đó để chụp ảnh, nhưng mà các bạn lưu ý là đợi mặt trời lên á thì chụp ảnh này mới đẹp. Bây giờ này thì còn tối lắm. Quá trời đông các bạn ơi. Toàn gơi xinh. Cái máy mình zoom cỡ này là tối đa zoom hết nổi nữa rồi. Đi ra con, đi ra con. Mình mua hai tôm hùm 2 triệu các bạn. Khí 7. Gia đình của mình tới quán nhà gỗ rồi nè các bạn. Hôm nay thì mình chọn đi cái quán nhà gỗ thì nó cách cái quán gần và biển khoảng cỡ 300 m về hướng Bình Châu nha các bạn. Bỏ nguyên vô. Hello các bạn. Thì hôm nay mình dẫn gia đình mình đi một cái tour hồ Tràm với lại hồ Cốc nè các bạn. Thì mình thuê xe đi chiếc Xpander biển số 65A31694. Thì lúc mình xuất phát là mình nhớ là 11 giờ các bạn, gần 11 giờ. Thì tối thui tối hụ á, mình không có quay luôn, lúc xuất phát tại nhà mình không quay. Thì hiện tại thì mình tới thành phố Bà Rịa rồi nè. Giờ này là 4 giờ 15 này các bạn. Mình tới nãy giờ cũng lâu rồi, cũng gần tiếng rồi. Ghé lại cho mọi người nghỉ ngơi. Thì cái quán cũng thường mình đi tour ngang đây thì ghé nghỉ ngơi ở đây. Có quán Võng này các bạn, bán sáng đêm, bán 24/24. Ở bên kia là chợ Bà Rịa đó các bạn, bên đó đó là chợ Bà Rịa. Hiện giờ mình thấy người ta cũng đang nhóm chợ các bạn ơi, 4 giờ mấy rồi nhóm chợ rồi. Thì mình đi gồm có là 6 thành viên các bạn, có tới 6 thành viên lận. Thì mình với bé Linh với lại cha mẹ mình với lại cha mẹ bé Linh với thêm thằng Tèo, 7 thành viên. Thì kế hoạch của mình là ra ngoài hồ Tràm mua hải sản này, xong rồi đi qua bên những cái khu nghỉ ngơi ở bên. Nếu như mình lại quán gần và biển á, mà cái quán đó mà nó xuống cấp quá, tại vì mình có coi review thì dạo này cái quán rừng và biển á, các bạn, nó xuống cấp quá. Thì mình có coi á, chạy xích tới tầm khoảng 300m nữa thì nó có một cái quán nữa, quán tên gì nãy mình cũng quên luôn rồi. Thì quán này rất là ok, nếu như mà lại đó thấy ok thì mình ở đó các bạn. Thì mình chia sẻ cho các bạn cái chuyến đi này. Thì mình đi có 6 người với lại một con chó, là tốn chi phí là bao nhiêu tiền, với lại mình thuê xe tự lái luôn đó các bạn. Xe Xpander này thì của một người em thôi. Thì mình lái đi nó một ngày thì chỉ có 700 ngàn thôi. Mình chịu phí với lại xăng. Thì mình sẽ tổng kết cái chuyến hành trình này của mình là đi trong vòng một ngày. Thì chơi một ngày đó các bạn, về thì sẽ tốn bao nhiêu tiền. Thì cho 6 người ha. Thì mình chia sẻ cho các bạn, thì các bạn có đi thì các bạn dẫn gia đình mình đi. Xe thì rất ok các bạn, xe mới đi có 7 ngàn, xe của đệ mình mới lấy. Thì giờ cho mọi người nghỉ ngơi nè, rồi xong rồi xuất phát ra ngoài. Các bạn thấy đang đây là cha mẹ mình, cha mẹ bé Linh đang nằm nghỉ ngơi, giật giờ giật dưỡng hết nè. Những ánh mắt thất thần, những khuôn mặt đờ đẫn nè. À, ngủ rồi. Thì có thằng Tèo, có một bé Tèo nó tỉnh mơ, ngoan lắm, lên xe nằm im ru, không có vấn đề gì hết, không có đòi xuống gì vậy. Rồi mọi người nghỉ ngơi một chút xíu nữa thì mình xuất phát đi tiếp các bạn ơi, đi ra hồ Tràm ghé mua hải sản. 5 giờ 40 thì gia đình mình cũng tới đèo nước ngọt rồi ha các bạn. Thì người ta mình tưởng đâu vắng, ai nhè đâu người ta nè các bạn, quá trời đông luôn, chắc đi chơi lễ mà đi sớm á. Từ cái đoạn mà cái cua đèo á là đằng đó lại đây đặt cứng con người ta cho nè các bạn. Thì bây giờ đang xuống dưới đang đợi mặt trời lên á, mặt trời gần lên này kìa, để xong rồi chụp ảnh đây nè. Mình cũng đậu xe vô chỗ cái bảng đèo nước ngọt nè, để chút xíu xuống mấy mỏm đá đó để chụp ảnh nè. Các bạn thấy mặt trời đang lên không, nó xa xa nè các bạn đó, đợi xíu mặt trời lên là chụp hình nó đẹp lắm đó. Bình minh gần ló dạng rồi, chuẩn bị hành trang để xuống dưới chụp ảnh cho mọi người. Ê. Rồi về lại đánh lái ngay lại, về lại đi.
Dê lại đi, dê lại đi. Nữa nữa, dê nữa luôn. Đi cọ gầm này các bạn, tại chiếc Mazda đó, cái sedan đó nó thấp quá. Xuống cái chỗ này cao quá nè, nó cọ gầm. Xong chưa em? Xong chưa? Xong chưa lên. Xuống được chứ. Mình di chuyển xuống các bạn ơi. Nó cọ trong á, không cọ ngoài đâu, cọ trong á, ở trong thấp hơn nãy ngoài chưa đụng. Đường nào xuống ta? Đây đây, qua đây nè, qua đây xuống bay. Đi đi, xuống dài dưới chơi. Mình đang di chuyển cái cục đá này nè các bạn. Lên cục đá này nó cao á, để quay cho nó đẹp. Lên nổi không ta? Leo lên được rồi các bạn ơi. Đây, mình quay một vòng cho bạn xem nè. Ở đây thì được gọi là đèo nước ngọt nha các bạn. Thì cái đèo nó nằm trên này, có một con đường đi qua cái cua này thôi. Thì mọi người ngồi dài theo cái bờ kè nè. Đông ghê không? Mình tưởng đâu rồi cũng vắng nhưng mà đông lắm các bạn. Đông lắm. Cha mẹ mình đang đi xuống nè. Xuống đây đợi mặt trời lên này chụp ảnh. Đó, đây mình zoom cho các bạn xem nè. Đó. Đông vui quá. Hôm nay các bạn thì một ngày rất là đặc biệt đối với mình, tại vì á khi mà đi Hồ Tràm này á, mình cũng đi nhiều lần rồi, với anh em có, với gia đình có. Thì lần này á, là cái lần đầu tiên mà mình rủ được ba mình đi. Tại vì nó ba mình đi đằng đó đó các bạn. Ở phía sau là ba của bé Linh, ở phía trước là ba của mình. Đó, hai người này nè. Đó. Phía trước là ba của mình, phía sau ba bé Linh. Thì mình rủ không khi nào cha mẹ đi chứ, sợ con cái tốn tiền á. Rồi không có đi. Thì lần này mình năn nỉ quá trời thì đi rồi. Thì cái lần này mình cũng định không quay clip đâu. Tại vì mình quay clip cũng nhiều á các bạn. Đi Hồ Tràm này quay clip cũng nhiều rồi. Nhưng mà mình quay để làm kỷ niệm. Lần đầu tiên dẫn được cha mình đi chơi. Mẹ mình thì có đi rồi, nhưng cha mình thì không có chịu đi đâu. Sợ con cái tốn kém mà không chịu đi, ở nhà không à. Ở đây mẹ mình với mẹ bé Linh nè. Mẹ mình đi trước, mẹ bé Linh đi sau đó. Đó. Thì mình thì bữa nay làm nhiếp ảnh, chụp ảnh cho mọi người với lại quay vlog cho mình, chia sẻ cho các bạn. Để các bạn có đi chơi á, đi ra ngoài này á thì có thể tham khảo qua cái clip của mình. Chị kia chị cũng thích chó, chị ẩm coi ẩm tèo kìa. Mệt ghê không? Trời ơi. Ở phía cái mỏm đá cao này nè các bạn, mình thấy có một người nào đó họ đã cúng ở đây. Rồi đốt nhang là có trái cây với lại hoa, với lại hai cây đèn cầy á các bạn. Có trái cây với hoa với lại đốt nhang ha, mà nhà thấy nhang gì tùm lum hết. Những cặp tình nhân người ta ra ngồi đợi bình minh lên thấy vui không, lãng mạn không. Bên này có các bạn nữ ra đó kìa, ra đó để chụp ảnh, nhưng mà các bạn lưu ý là đợi mặt trời lên á thì chụp ảnh thì mới đẹp, chứ giờ này thì còn tối lắm. Quá trời đông các bạn ơi, toàn gơi xinh. Thôi bên này cái máy mình zoom cỡ này là tối đa, zoom hết nổi nữa rồi. Mọi người đang đợi mặt trời lên nhưng mà hình như vướng cục mây đó rồi. Giờ gia đình mình ghé ăn ở quán hải sản tươi sống nè các bạn. Ghé ăn sáng. Ăn sáng cái mới chạy lại Hồ Tràm thì đậu xe bên cây xăng nè. Mình có hỏi cái cô đó rồi. Cô đó cho đậu. Ta vui vẻ lắm. Có chừng vô cùng tèo nha. Rồi nè, qua từ từ luôn nè. Qua luôn, qua luôn. Ghé này uống cà phê ăn sáng cái hai chạy lại Hồ Tràm các bạn. Ta chạy sớm quá thì không có, ta cũng chưa bán á. Đây chú quầy bún bò hủ tiếu đây các bạn. Thì ở đây có ba món à, bún bò hủ tiếu phở. Có cái nồi chạy bằng điện. Thì bên này có chả với lại thịt rồi nè. Bên kia chắc
giả đấy các bạn, bò, bò viên. Đây bò nè, này heo. Mình có hủ tiếu nè các bạn, mời các bạn ăn hủ tiếu với gia đình của mình. Thấy ok quá, để hồi tính tiền cái giá sao. Thấy ok lắm các bạn. Bảy giờ 20 gia đình mình xuất phát để đi ra Hồ Tràm các bạn. Còn khoảng cỡ 12 3 cây nữa tới Hồ Tràm rồi. Thì ở đây đồng giá hết. Bún với lại hủ tiếu nè, với lại phở thì đồng giá là 35k nha các bạn. Thì theo như mình cho cái điểm thang điểm thì 8 điểm. Rồi xuất phát ra Hồ Tràm các bạn ơi. Bé Linh vô đây, bé Linh. Vô đi ấy, tèo leo lên. Tèo nó vô xe ngồi đó các bạn, ngồi vậy đó gọn lắm. Mình tới Hồ Tràm rồi các bạn ơi. Tới Hồ Tràm thì cũng gần 8 giờ rồi. 7 giờ 40 rồi. Tới con hãy tới Hồ Tràm đi. Cái gì? Cái gì Tèo? Xíu nữa dẫn xuống nha, dẫn xuống tắm biển hay không? Hồ Tràm hôm nay thì được trang trí lại nè các bạn. Thì lúc trước thì cái bảng treo ở trên, bây giờ người ta trang trí lại 2024 người ta làm lại mẫu khác rồi nè. Ở dưới mọi người tắm đông lắm kìa. Nếu như mình ở đây thì cũng được, nhưng mà mình muốn lại bên kia để dân dỏng nằm nghỉ ngơi đâu. Bên kia thì cây cối sẽ nhiều hơn. Đó, người ta tắm dưới kìa các bạn. Thấy không? Đông lắm luôn á, qua bên kia và bên kia nhiều lắm. Đằng xích đằng kia thì ghe người ta vô, ghe đánh bắt hải sản vô. Ồ, ở đây thì gia đình của người ta mua đồ ăn ra đây nè, thuê làm. Ngồi ở đây thì cũng được các bạn, nhưng mà mình thích lại bóng cây hơn. Các bạn thấy người ta tắm không? Nè, nhiều lắm luôn á. Giờ này chưa đâu, hồi nữa người ta mới lại nhiều nữa. Này cá xương xanh các bạn ơi. Và ốc giấy. Ốc giấy có mực kìa. Cá tươi quá các bạn. Cá tươi quá. Mình di chuyển tới, còn mọi người có gì nữa đây? Con đó là con gì chế? Con cúm. Này cá xương xanh hả chị? Cá này ký nhiêu? Ký 90 thôi. Ký 90. Bây giờ 90 thôi. Mua dạ. Mua vô ốc giấy nè, có 50.000 ký ốc giấy nè, làm gỏi xoài đậu phộng luôn, nước đó hầm đậu phộng, làm gỏi xoài ngon lắm. Gỏi xoài hả? Dạ. Gỏi xoài hoặc là mỡ hành đậu phộng. 50.000 ký. Dạ. Thì cái này tầm mấy con một ký chị? Con một ký. Con một ký. Dạ. Ăn ngon á. Ngày nào cũng đeo 6 ký về mà. Là gỏi xoài ngon lắm. Đây có người chế biến sẵn luôn. Nếu như mình luộc thì ăn được không ta? Được, luộc thấm chấm gừng. Chấm gừng với xoài. Ngon quá hành được không? Để chút xíu đi em tới cái hồi quay lại mua ủng hộ cho. Rồi. Mình đi tới luôn các bạn, coi thử mọi người bán cái gì. À có ốc gì nè, đa phần thấy ốc giấy các bạn ơi. Bên kia thì bên kia là con ốc gì vậy chị? Ốc tỏi. Ốc tỏi. Ốc muỗng. Rồi mình đi tới. Có những cái con cúm nó dính vô trong lưới các bạn thì người ta phải đập bỏ. Mình thấy đa phần ốc không? Hồi nãy giờ thấy mực ta. Ốc ghẹ. Thấy đây mọi người làm tấp nập vui quá các bạn. Mọi người ghe vô á. Tấp nập vui quá. Mình thấy đa phần ghẹ rồi các bạn, mình tính kiếm mớ mực ống, ống tươi á. Ống mới vô các bạn, mà mực ống người ta căng rồi hết rồi. Chắc lên trên chợ trên mới có mực ống. Hơn ký rồi đó. Ôi ngang ký luôn rồi, lấy ba con đúng ký được rồi. Mình quay vô chợ hải sản rồi các bạn ơi, tại ngoài kia cũng ít đồ quá. Mình mua ủng hộ cái bạn hồi nãy một ký ốc này có 50.000 rồi các bạn. Ký ốc giấy. Một ký chừng nhiêu chị? Lấy cho em nửa ký thôi. Mình di chuyển tới các bạn, tại vì tính lại mua ủng hộ chị đằng này. Chỗ dựa hải sản Di Sương đằng này nè, mình hôm rồi mua không mấy lần rồi. Quen với chế đằng này, người ta bán người ta bớt cho mình. Ốc hương mình mới mua nửa ký. Một ký có 270 rồi các bạn. Mực nó cũng ngon kìa.
Đường ngon ngon cho em ơi, em ra đây em mua ở đây không ạ? Dạ. Không có, cái này thẻ. Xuống không bạn kia? Dạ đúng rồi. Mày không phải con tao. Biến. Rồi xong xuôi chỉ dưa lên. Đúng rồi. Đúng rồi đây. Cá xíu đi quay lại đấy. Tôm này ký nhiêu chứ? Ký 1,2 triệu. Đi ra con, đi ra con. Mình mua 2 tôm hùm 2 triệu các bạn. Ký 7. Anh nói đi bà già. Mình kiếm mua mực nữa các bạn ơi. Chứ mực trứng nữa nó nổi lên luôn á. Con này mình mà đang bụng đi đâu luôn mà con. Thằng ký nhiêu vậy? Cái này 280 này. Mực này em biết ăn mà ngon mà. Trứng. Ồ, 280. Cứ làm đi, để tôi thông qua. Em nhìn thấy em biết rồi. Ủa ba muối gì á? Trời quất ca. Tao đi xuống. Nguyên ra ngoài ngay. Mua đồ ăn xong hết rồi các bạn. Giờ mình di chuyển ra để mua nước đá rồi ướp trong thùng nước đá. Tại vì mình di chuyển qua đoạn kia cũng khoảng cỡ 5-7 cây nữa. Mình phải có nước đá đang đông đồ nha các bạn. Tại vì nó mà không có nó không có lạnh á, không đủ lạnh á là đồ nó sẽ không có ngon nữa, không có tươi. Xuống đi coi mình coi chỗ nào mình bưng đồ xuống à. Gia đình của mình tới quán nhà gỗ rồi nè các bạn. Hôm nay thì mình chọn đi cái quán nhà gỗ thì nó cách cái quán gần và biển khoảng cỡ 300 m. Về hướng Bình Châu nha các bạn. Chạy tới nữa, tức là từ Hương Phong Hồ Cốc á, với Hồ Tràm á, mình chạy tới nữa, chạy hướng về Bình Châu. Tới quán gừng và biển rồi xong rồi mình chạy tới khoảng cỡ 200 ngoài 300 mét nữa. Thì tới quán nhà gỗ nè, có nhà bằng gỗ như thế này. Thì mỗi một người 50 nghìn các bạn. Thì mình ngồi bàn đó ngồi bình thường, không có phải tốn kém gì hết. Ngồi bình thường mình ngồi bàn này đi. Rồi mình khỏi bạc, mình làm đồ ăn lên bàn này ăn luôn. Ngồi đi đi, con lấy võng văn nằm. Tôm này mình hấp bia nha các bạn. Tôm hùm nè, đổ ghi vô. Đó. Cầm lên để rồi con để vô nồi. Nhà mình có ai có thuốc đau đầu chưa? Dạ. Đào lên lấy thuốc đầu cho. Có, dạ có, đợi em xíu. Dược sĩ đây. Em mua thuốc, em hỏi người ta mua. Ốc hương gan muối nha các bạn. Mình còn cá mực nè. Mực này chắc mực nướng với lại cá chim. Chứ để lên đây cho nó cháy than chút xíu. Còn gan khô quá là ngon. Còn bên kia là tôm hùm hấp. Hấp bia. Bia. Có gì nữa ta, ốc giấy nữa kìa. Ốc giấy hồi luộc cái bỏ ra nướng luôn. Rồi còn ghẹ nữa. Ghẹ nữa hả? Ôi trời ơi. Ăn tới chiều luôn. Xong nè các bạn. Đây là chín rồi nè. Các bạn gan mà khi nào mà cái con ốc nó khô như thế này nè là nó vừa chín tới luôn các bạn thấy không? Đây là nó ngon, thịt ngọt từ xương luôn á. Hồi nãy Phương này mình mua thì một ký nhiêu nhớ 7, không biết lên. Ký 270 các bạn. Nửa ký 180. Nửa ký à. Tại vì mình mua nhiều món. Quá nhiều món luôn, 5-6 món gì á. Con ốc mình đã xong, bây giờ tới con cá chim. Cá chim này thì bỏ chỉ nướng thôi. Giấy mình tiếp tục bỏ lên nướng luôn. Hồi nãy tính luộc xong rồi mới nướng, bây giờ nướng luôn cho nó nhanh. Tèo. Trời ơi, đuối dữ rồi. Xong rồi nè các bạn, còn hai món, còn món ốc giấy nướng với lại ghẹ luộc. Mình có món tôm hùm nè, tôm luộc nè, ốc hương gan muối, mực.
mực luộc với lại cá. Con cá thì quá lửa, hơi đen chút xíu, nhưng mà ở trong thì nó rất là ngon nha các bạn. Mình bỏ cái da thôi. Rồi mời các bạn ăn cùng với gia đình của mình. Chúc mừng ngày đám giỗ, giỗ tổ. Ăn giỗ tổ Hùng Dương các bạn. Rồi mời các bạn. Đây con tôm ở đây các bạn. Ai ngon không? Tôm hùm chắc thịt ghê luôn, có gạch luôn. Bãi biển nhà gỗ này các bạn quá tuyệt vời luôn. Hôm nay thì không có sứa giống như bữa mình đi bên bãi ở đằng quán gần giờ biển kìa. Các bạn thấy rằng đó là quán gần giờ biển đó. Để mình zoom lên cho các bạn xem nè. Đó, khu vực đó là quán gần nhà biển đó các bạn. Còn bãi quán nhà gỗ thì nằm ở khu vực bên này. Ở phía trên nè. Thì mình có thể dăng những cái võng ở trên đó nằm nghỉ ngơi. Rồi các bạn á, ngồi bàn thì người ta không có tính tiền thêm tiền bàn mình nha các bạn. Có bàn cho mình ngồi luôn. Rồi chụp ảnh, rồi ăn uống rồi đó, xuống đây tắm biển ở đây. Hôm nay thì mình quá trời vui luôn. Ba mình chịu xuống tắm biển quá trời luôn nè. Vui quá các bạn ơi. Nhưng mà mình cũng hơi bị ngứa. Hồi nãy gặp một con sứa, mình có quẹt nó một cái hơi bị ngứa nhẹ nhẹ. Thì mọi người không ai bị ngứa hết á. Chỉ có anh mình thôi. Nhưng mà hôm nay thì không có mò được sao biển nha các bạn. Ở khu vực này không có sao biển rồi. Tính mò không mới sao biển. Nhưng mà không có. À, thằng Tèo của mình không dám xuống đó, nó chỉ sợ, nó sợ sóng cuốn nó ra, nó xuống nó chạy lên, xuống nó chạy lên. Đồ đạc thì mình treo ở trên nè các bạn, cái nào mà có giá trị thì mình bỏ vô bọc, bỏ vô ba lô, cái mình treo lên đó đó, cái mình nhìn cho dễ thấy đó. Cái bị đó các bạn nhìn ở dưới, mình nhìn lên đây thằng Tèo đây. Thôi mình xuống mình tắm biển với mọi người một xíu thôi. Mình về tới cái tắc Hậu Giang rồi các bạn ơi. Ghé ăn cháo lòng Ngọc Thí ở nổi tiếng ở cái tắc nè. Thì do là giấc trưa mình chạy xe rồi nắng quá thì mình không có quay vlog để nói chuyện tâm sự rồi với các bạn. Thì mình cắt luôn. Về tới đây ghé cho mọi người ăn cháo rồi xong rồi mình đưa cha mẹ rồi về quê. Xong mình chạy lên mình mới nghỉ. Thì mình tổng kết cái ngày hôm nay là chi phí đi như vậy thì bao nhiêu mình chia sẻ cho các bạn toàn bộ chi phí luôn. Thì mời các bạn ăn cháo lòng với mình. À, tôi cho lòng Ngọc Thí nè. Mình về tới nhà ha các bạn. Thì giờ mình tổng kết cái tour dẫn gia đình đi Hồ Tràm, xem chi phí nó là bao nhiêu. Rồi cho các bạn xem luôn để các bạn tham khảo. Cà phê võng là 100k nè các bạn. Thì ăn sáng là 240k, gửi xe là 20k. Tức là mình đi vô trong cái chỗ quán nhà gỗ đó thì mình gửi xe 20.000 nha các bạn. Ốc giấy 50k nè, mình mua 1 ký. Rồi ốc hương là 140k, mình mua nửa ký thôi. Ghẹ tôm với lại con cá chim á là 700k, mình nhớ con cá chim là 200.000 một ký á, thì con đó hình như là cũng 1 kg lô luôn, 200.000 luôn. Thì tôm hùm 2 triệu nè, rồi mực là 220k, cũng hơn nửa ký, 600g hay gì á. Thì mình có mua một thùng bia để cho mọi người uống là 265k nè, với lại nước đá là 15k, rồi nước uống là 28k. Vé vào cái quán nhà gỗ đó các bạn là 300k nè, mỗi người là 50k thôi. Còn mình ngồi bàn thì người ta không có tính tiền thêm. Cháo lòng cá tắc nè 192k. Cái này nước đá chắc mua đồ để mua nước đá để ướp bia hay gì nè, 5k nữa nè. Tiền xăng là 1,2 triệu nha các bạn. Từ trong Hậu Giang mình chạy đi rước cha mẹ ở dưới quê, rồi xong rồi mình chạy ra ngoài Hồ Tràm chơi á, quay về thì mình cũng đưa cha mẹ về dưới. Tính ra thì cũng cỡ trên 600 km đó các bạn, là 1,2 triệu.
Rồi tiền xe, 700k cộng với 400 tiền phí cầu đường, với lại phí cầu đường, đường cao tốc đó các bạn, với trạm thu phí. Tổng cộng là 6.565k. Là mình đã tính hết chi phí của cái tour Hồ Tràm dẫn gia đình 6 người đi đó các bạn. 6.565k thì cũng ok. Trong vòng một ngày, nếu như các bạn mà có nghỉ đêm lại thì mình tính thêm cái tiền khách sạn, nhà nghỉ thì nó tăng thêm cũng không có bao nhiêu nha các bạn. Rồi mình kết thúc video đây. Bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye.